chào quý vị khán giả kênh Tôi Người Miền Tây. Hôm nay là mình với thằng em của mình nghe quý vị Tâm, hai thằng là chạy xe đi ngoài đường á, tính đi hai anh em đi kiếm cái chỗ nào mà đẹp đẹp để quay phim. Thì vô tình hôm nay thì mình tới cái chỗ này là có ông chú, ông đang là bứt ngó sen. Mà ngó sen ở quê mình là quê An Giang chứ không phải quê Đồng Tháp nha quý vị, cho nên là cũng ít có ai mà xuống mà bứt lắm, cho nên là chỉ có mình anh ông chú bứt. Nhưng mà cái cảnh bây giờ là cái cảnh quê mình đó, là lúa nó đang không trái me ha quý vị, lúa đồng đồng này rất là đẹp, chung với mấy cái sen mà nó bò lên đó, mình thấy cái cảnh này đẹp quá, thành ra là mình đến đây mình review cho quý vị và các bạn xem luôn. Rồi bây giờ đó là để mình hỏi ông chú là mình xuống mình nhổ ngó sen với ông chú luôn nha quý vị, thử coi cái cảm giác bạn nhổ ngó sen như thế nào, tại vì từ xưa tới giờ mình cũng chưa có nhổ ngó sen bao giờ hết nha. Chú ơi, con xuống nhổ với ông được không? Xuống nha. Bây giờ anh em mình sẽ đi xuống nhổ ngó sen. Đây bây giờ mình sẽ đi xuống nha quý vị. Nước này nó cũng không có sâu vừa mấy, mà nào tới giờ mình cũng không biết nhổ ngó sen. Bây giờ mình sẽ ra mình hỏi một chút rồi nhổ sao. Bây giờ là giá cả là của ngó sen như thế nào đó quý vị. Ở quê mình là cái cảnh này là rất là vui nha quý vị, tại vì là đồng quê mà. Ra đồng thì bỏ kẻ sen lên thì ăn cũng có. Ui, cá chết nhiều quá. Cái này do là nước nó hơi cạn, tắt nước nha quý vị. Cái chỗ này mà mình văng lưới là dính là báo cháy rồi chết luôn. Để mình hỏi ông coi chút nữa rồi mình có thể mình văng lưới được không. Cái chỗ này sen là mà mình văng lưới mà mình không hỏi ông, mà mình bứt sen mình văng là quýnh bỏ chạy không chạy quá nha quý vị. Nhổ nào tới giờ chú? Nhổ là lúc 12 giờ. Ủa sao sen này con nghe người ta nói là nhổ là rất sáng sớm mà chú? Thì giờ sáng sớm cũng được, trình nhổ cái này sen đẹp hơn luôn á trời. Vậy ha, giờ này sen nó đẹp hơn ha. Ủa, mình nhổ sen rồi sao mà có bút trong đây luôn chú? Bút bị gì mấy cái lá bọc nó mới lên. Có bút sen luôn nha quý vị, ngó sen luôn. Đã ha. Bút bự bự không nè, cái này bự bự không, cổng này quá dài luôn quý vị. Nó cái này là mỗi ngày mình mỗi mỗi nhổ hay sao chú? Mỗi ngày mỗi nhổ, ngày nhổ bình quân 2 công chứ. Ngày bình quân mình nhổ 2 công. Rồi. Là cái khu đất này của mình là bao nhiêu công? 4 công. 4 công, nghĩa là mình nhổ bữa nay 2 công bên đây thì ngày mai mình qua bên kia mình nhổ 2 công. Rồi. Nó dễ nhổ không chú? Cũng dễ, biết ý nhổ dễ rồi, cái đầu bông thứ này lộn cho nên là đó. Đâu chú chỉ con đó. Cái đầu bông là cái nào đó? Đó cái đầu ngó vậy nè, nó xuống đi ngang nè, cái ngó này nó đi tới nè. Đó. Vậy ha. Nó vậy đó. Là nhỏ mình là rồi mình ngắt cái này mình lấy cái này. Cái này bỏ luôn. Bỏ luôn. Cái đó là cái đầu càng bỏ. Này vậy mình trồng sống không? Không, chết. Chết ha. Cái đó là cái đầu càng bỏ. Cái đầu càng ha. Là nhổ một cây là phải bỏ một cây vậy đó hả? Bỏ một cây. Tặng cái dạ. Khác lên cho nó ấy. Là nhổ nếu như mà 2 cây là nhổ một cây bỏ một cây. Rồi chú kiếm cái bông nào bự bự cho chú chỉ con nhổ rồi. Chỉ con với cái giỏ coi coi nhổ làm sao. Rồi chỉ đi lên cây bự. Cây bự nữa ha. Này chỉ nhỏ nhổ nè. Nè, dạ. Con nè, đòn nhỏ cái hướng về đây rút cái cười lại. Rút cười đứng ở đây rút cười lại. Là đây nè quý vị, cái cây sen nó lú đầu lên vậy đây. Là bảo đảm ở đây dưới là nó sẽ có được cái ngói sen vậy ha. Dạ, cái đợt cái bông bự. Rút cười đây nè. Đúng sao? Rút cười lại. Rút xuôi lại luôn ha. Rút cười lại đây đây kìa. Rồi. Không biết đầu nè nghe quý vị. Bây giờ mình nhổ thử coi được không nha. Đây. Cái đầu nhẹ mình phân. Cái gốc phân đầu nào nhẹ là mình phân ha. Ôi trời, đứt nó rồi quý vị ơi. Nhẹ nhàng thôi. Lên đây. Nhưng mà nó khó lắm à. Nó khó nhổ lắm quý vị. Cây đó đẹp kìa. Nó cây đó lú là nó dễ nhổ. Nhổ cái đó thử. Để trong chúng nhổ mình coi cái nha quý vị. Nó sẽ cái nó đi hướng này là. Rồi rồi, chú nhổ lên cái luôn đi. Nhổ lên luôn. Chú chỉ con cái nào mà là có ngó đặng con nhổ thử cái rồi nó sao. Dạ. Đây ngó nè, nếu dụ cái ấy vậy bà con ngổ thui nè, ví dụ đi kêu ngang thì ngổ xui gì dạ. Lỡ ngó nó không gãy, không biết còn gặt hay là lỡ nó gãy dạ. Đó nó vậy đó, ngổ xui theo luôn ha dạ. Rồi mình sẽ đi ngổ lại ra ha. Rồi cái này nè, cái này cái gì, cái này cái dây nước nó nhỏ nè, cái dây này hơi nhỏ nè, là nhổ nó nhẹ tay điệu dây nước của dây bông nó bự cái gì ha đó. Dây nước đó nó hướng gì đó à. Mình phải biết mình phải biết theo cái chiều nó mình kéo từ từ ra nha quý vị. Chứ mình không biết là mình nhổ thẳng vậy lên là nó đứt ra luôn đó quý vị. Đây bây giờ mình sẽ tìm một cái chỗ này. Còn như cái này nó có không? Không có dây bông.
Dây bông là không có ha. Không có. Để cái dây này cái đầu nó mà đó. À nó ừ. Nó lú. Này nè, này nè. Em thử quay em chỉ là nó lú đầu lên vậy đó. Ừ. Nào. Đây này. Được chưa? Rồi. Ông đã nhắm sẵn rồi. Mình gấp rồi. Rồi cũng được. À bên đây sao mà đó. Hai đầu. Không có cái gốc. Cái đầu nhẹ này mình rút. Như là nó xuống nó chĩa hai đầu nha quý vị, một đầu nó đâm trong thân ra rồi nó chĩa ra làm hai, một bên là một cái lá còn một bên là cái ngó sen. Nếu như mình giật đầu này á, thì nó gãy đầu này, mình phải rút ngược bên đây qua đó. Như vậy là mình đã hiểu rồi nha quý vị. Đây mình theo kịp như vậy là mình đã hiểu rồi. Khó nhổ để tao ngó đầu ha. Đó này, cái này cái dây bông này nó nhổ vô cộng rất bự. Cái dây bông hả? Ừ, dây bông. Cái dây bông là mình nhổ cái cọng rất bự ha. Ừ, rất bự. Và à, cái gương. Và cái gương. Ừ. Chú rút luôn đi, rút luôn đi. Đó. Chú rất nhiệt tình nha quý vị, chỉ mình nhiệt tình luôn á. Đó. Bự nha quý vị, bự chà bá luôn. Đây một cọng nữa. Vậy là mỗi ngày là mình đều mổ nhổ ha, mình chia ra mình nhổ mỗi một lần là 2 công đó chú. Dạ, dạ, 2 công. Vậy là mình nhổ một ngày được bao nhiêu ký hả chú? Khỏe mình á là làm khoảng 12-13 ký, mệt làm chục ký, 7-8 ký. Vậy ha. Nghỉ, kiểu mướn không có nhân công làm, kiểu mà làm nhà. Dạ. Vậy là một ký ngó sen này của mình là thu hoạch được nhiêu tiền chú? Nghĩa là theo thời điểm, còn bây giờ ngay sen này giá cũng bình dân hoài, cái giá cũng bình, cái giá cũng 25 ngàn. Dạ. Bỏ mối 25 ngàn, mình căng 30. Vậy ha. Đó. Mình căng người ta ăn thì 30, còn mình bỏ mối thì 25 ngàn ha. Ừ, bỏ mối. Dạ. Rồi mấy cái mà nó lú bông lên đây là mấy cái đó là mình nhổ không kịp, thành ra nó lú bông lên đó. Dạ, ha. Không kịp thôi. Dạ. Là quý vị 25 ngàn một ký nha quý vị. Ngó. Thì đây là búp luôn. Sẵn có búp là già là mình bẻ luôn ha chú ba. Có búp nào coi vừa ăn là bẻ cái búp nào á. Dạ. Bà con là muốn bẻ. Chỉ mấy cái gương nào gục xuống à. Mấy gương gục xuống gì là gương đưa mặt lên gì á là còn non là nó còn non ha. Nó hơi gục xuống vậy là ok ha. Okay. Dạ, là ăn được ha. Rồi. Dạ. Bởi vì nhổ sen này là phải biết nhổ mới được ha quý vị, chứ mình nhổ nãy giờ là không có cọng nào mà còn nguyên hết. Để mình kiếm một cọng mình nhổ thử hay sao. Đây là đó, cái cọng này ha quý vị, bên đây có một chòm luôn đây, để mình học hỏi mình nhổ rồi nó làm sao. Đây. À, bên đây là nặng, bên ngoài trước mình là nặng, bên kia là nhẹ. À, hiểu rồi quý vị ơi. Một cọng à, một cọng cà báo luôn rồi quý vị. Hiểu rồi. Đó. Thấy không? À, nó chẻ ra làm hai. Đây. Rất là ngon nha quý vị. Đây mình nhổ được cái cọng này đâu, mình ăn thử luôn coi nó làm sao. Ăn ngọt, rất là ngọt mới. Ngon lắm quý vị. Cọng sen mới mình ăn nó ngon lắm. Nè. Đã thiệt. Gần bùng rồi chẳng hôi tanh mùi bùng ha. Ăn nó thơm luôn chứ nó không có hôi gì mùi bùng hết đâu quý vị. Đó. Để mình nhổ thêm cọng nữa. Cọng này bự nè nha. Đây. Sát xuống à. Đây sát xuống à. Sát xuống nè. Bên đây là cái bên ngoài trước mình là nặng nè, ngoài sau là nhẹ nè. Đúc rồi. Dài dữ vậy. Dài dữ à, quá đã quá dịu dài nè. Đã không? Cái dây bông này là khó đánh nhóc gì. Hồi nãy là mình nhổ không được, nhưng mà bây giờ mình biết rồi, nó dễ lắm quý vị ơi. Là nó một cái cọng nó chia ra làm hai đầu. Đây, cái đầu này thì nó nhóng lên, còn cái đầu này nó bò ra. Nó bò ra mình nhổ nó cứ dị hoài đây. Cái chu kỳ nó cứ dị. Đây, nó cứ đâm dài ra đây, rồi thằng này nó đâm tới, rồi thằng này nó đâm lên. Là mình bỏ cái thằng đâm lên, mình lấy cái thằng đâm tới. Ok, dễ. Rồi người ta lấy cũ là sao rồi chú ba? Cũ có cây sen cũ rồi trồng đất nó sình rồi quay lại tới 6 tháng. Còn mình trồng cũ nó giá ví dụ trung bình mình có thì bền hoài. Dạ. Yeah. Sen cũ là khác nữa không? Sen cũ nó khác nữa. Nó cũng giống cái sen này, cái lá gì đều nó tới 6 tháng mới thu hoạch. 6-7 tháng mới thu hoạch ha. Yeah. Mình nhổ cái này nữa quá đã, phải rồi quý vị. Phải rồi. Rồi mình lộn đầu rồi. Mình lộn đầu rồi quý vị ơi. Nhổ lên cái gốc rồi. Mình lộn đầu rồi. Nó có hai đầu nó chỉ ra vậy nè mà mình đã lộn đầu rồi. Để coi mình mò lại cái con được không. Đúng rồi, đúng là mình lộn đầu rồi quý vị, không phải dễ. Coi. Rồi.
nó non quá, non nó đứt hoài luôn rồi. Bây giờ mình đã kiếm được một cọng như ý muốn đâu, mình nhổ cọng này thử thành công không nha quý vị. Đây, nó xuống là nó chia ra làm hai. Đó, sâu quá, cọng này sâu quá. Chia ra làm hai, một cọng nó đâm từ gốc ra, còn một cọng thì đây, đây. Đó, chế lại mình thành công rồi quý vị. Nè, thấy không? Đã không? Đã không quý vị? Nó rất đã, không chú nhổ rất là nhiều luôn. Ông chú, ông chú thương mấy ông chú? Thứ ba. Dạ. Yeah. Chú ba tên gì chú ba? Chí. Chí ha. Năm nay chú ba nhiêu tuổi rồi? Năm nay 59 tuổi. 59 tuổi hả? Chú ba làm cái ngày ngói sen này được bao lâu rồi chú ba? Năm nay cũng 5 6 năm rồi. 5 6 năm rồi ha. Rồi cái đất này của mình trồng luôn hay sao chú? Đất này cũng ngay rất là lợp rồi, tái là phải mình mới mướn làm, mình làm. Mướn làm ha. Bốn công này mình mướn mắt không chú? Cái giá ông anh để giá bình dân làm được công 2 triệu năm. 2 triệu một năm ha. Nhờ lợi thế là đất ba vụ mình mặn được ăn quanh năm, nó đỡ được không á. Dạ. Cái vụ rút nổ. Rút nổ thôi ha. Dạ. Mà thường thường cái sen này con thấy người ta sáng người ta rút sớm lắm chú ba. Tùy theo người, ví dụ mình thấy người ta đi đường xa, còn mình sáng mình bán, mình dắt vô, mình đi rút 3 giờ mình về, đầu mình xách bó vô, dạ. Quay lại sáng mình vừa bò bắp muối. Chỉ là thu nhập một ngày mà 25 ngàn một ký, một dạ. Ngày mà mình được cơm 10 kg thì nó cũng được 200 mấy chục ngàn ha. Dạ. Cũng có lý nha chú. Dạ, đây cũng nhờ kiểu là mình đi lao động cỡ một mướn của nhà đó là ra ra dạ, lại. Chú ba này cũng quá dạ dữ vậy. Mà cái ao sen này của mình chắc cá dữ lắm hả chú? Ngay cá dữ lắm, ngạt không, mình ở xa nhà vây quanh cũng ăn thiệt á. Ảnh thục ảnh cá chết lại ra ra ngoài à. Dạ. Yeah. Hôm nay mình vô đây mình gặp chú ba ở đây rất là vui nha quý vị. Tại cái cảnh ao sen này mình thấy là mình mê rồi, mà hồi nào tới giờ mình không có biết, mình tưởng đâu là cái này người ta trồng để người ta lấy bông với lấy gương, mà không ngờ hôm nay gặp chú ba là ổng đi vô ổng nhổ, rồi mình nhảy xuống mình tập nhổ với ổng luôn nha quý vị. Nhưng mà nhổ cũng khó quá khó, tưởng đâu là dễ ăn hay vậy, khó nhổ không quen là thúi móng tay hết đó hả chú ba. Tay tôi đi động này kia là thường xuyên là cũng móng tay tay chân vừa thử chơi tới cũng thử hết á. Sao mà nó lên mấy cái lá mình bẻ xuống lần chi vậy chú ba? Tránh mình thấy đầu ngó đặng mình quay mình chờ mình bẻ được. Để lá lên, để lá cây lên không thấy đường bẻ. Không thấy đường bẻ luôn ha. Lá cây lên không thấy đường bẻ. Còn như là cái mấy cái mà nó đâm mấy cái bông này lên là dưới nó có ngó không chú ba? Đây là như vậy nè. Không có cái bông, cái lên lên bông xong mình mặt bẻ bẻ mấy cái lá đó, mấy lá cây này bẻ lên lên bông vậy đó. Đúng đang vương. Đó. Vậy là cái đầu này là nó kết thúc rồi đó phải không? Ừ, kết thúc rồi. Dạ. Nước lên vừa nữa. Không biết thì quả thật là khó nha quý vị. Nước ở sen nào quý vị thấy không? Rất là trong, cái lá sen nó lên trong nước chứ. Đã thiệt ha. Hôm nay mình vô đây mình có biết rồi cái cách nhổ sen nha quý vị. Là bốn công sen là chúng ta chỉ là 2 ngày nhổ một lần. Một cách một ngày nhổ 2 công, một ngày nhổ 2 công là cứ xây vòng hoài. Mỗi ngày đều có tiền hết. Thì thu nhập cái người nông dân mình thì làm đủ thì khổ mà được, cái phần thưởng nó cũng được. Cái mặn này mình thấy mặn sống về kiểu mặn của nhà thấy là gai rồi. Mấy ngày nó khổ rồi, bây giờ mặn muối rồi không làm lợi trẻ. Mình muốn mình hết nổi rồi hết chú ba. Dạ. Thì thôi con cũng cảm ơn chú ba nha. Rồi. Để có dịp nào mình ghé qua chơi ha. Dạ. Rồi video của mình đến đây xin được phép kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo nha. Xin chào, hẹn gặp lại. Nè lấy mớ rồi con ngồi chơi.